Tiếp tục với chuyên mục vừa khui hàng đây. Em cũng vừa khui hàng cùng anh em đây. Tay vẫn còn găng tay các bạn. Một tiện thì khui giới thiệu luôn cho các bác. Hôm nay hàng mới về nhé. Toàn hàng đẹp luôn. Đẹp lung linh. Đôi đầu tiên Antec. Em quay một lượt cho các bác nhìn nữa này. Đấy, cuối cùng là đôi Philips. Thì bắt đầu quay trở vào. Em sẽ giới thiệu nhanh. Em đọc giá, mức giá nhanh luôn cho các bác. Mức giá nhanh, sau đó em sẽ lạ tạo là một em sẽ giới thiệu chi tiết từng một vài đôi loa một. Nói nhanh ạ, chứ không là các bác sẽ quên mất cái đợi để giới thiệu đôi sau thì không biết giá. Thứ nhất, đây là đôi loa Antec, Antec Lansing 2/25 một tép. Đôi này có mức giá là 9.6 triệu. 9.6 triệu. Tiếp theo sang đến đôi loa tiếp theo nữa, đó là đôi loa Infinity. Infinity. Đôi này có mức giá là 5.9 triệu. Tiếp theo nữa là đến đôi loa Cora. Con này là Cora khủng rồi. Nội thất thì các bác nhìn này, ngất ngây rồi. Đây là nó lâu ngày, cái phấn nó lên đấy, từ lau cái là hết luôn, nhưng kệ, cứ để nguyên, không lau. Để nguyên zin. Con này 6 loa. Tất cả các bác nhìn xem, toàn từ Anico hết. Nhìn loa ngất ngây rồi. Hiện tại là dòng đôi loa Cora này, Cora này, BX1200 nhé, Cora BX1200 6 loa. Con này có mức giá là 9.8 triệu. Có 2 đôi. Một đôi này 9.8 triệu, bên kia có một đôi kia 9.8 triệu. Đôi này thì khác đôi kia là sao? Các bác nhìn này, đôi này thì khác đôi kia là có e-căng gỗ một mặt. Mặt sau này e-căng vải. Đấy, có thể lật được hai mặt. Có nghĩa là con bên kia. Đôi này, đôi kia giống hệt nhau. Mức giá đôi này đôi số 2, giá 9.8 triệu. Được chưa? Đấy, ruột gan thì em đã lột lên cho các bác rồi. Phân tần thì quá là gấu, quá khủng rồi. Không nói nữa. Đấy. Còn đôi thứ hai, nó cũng là đôi Cora. Đôi này cũng có mức giá là 9.8 triệu. Nhưng mà đôi này thì e căng là không còn phải e căng của nó. E căng này là e căng làm. Nhưng tóm lại là đỗ đẹp thì nó vẫn đẹp keng, không có gì cả. E căng làm. Nhưng mà đặc biệt thì nó lại còn lại màng. Nó lại còn màng lưới. Lưới này. Lưới này. Lưới này còn hết. Và lưới đây nữa. Tất cả đều còn lưới hết. Cũng là model Cora 1200. BX1200 hết. Đây, đôi này. Và đôi này là đôi xếp thứ tự là số 1. Cũng có giá 9.8 triệu. Tóm lại là có hai đôi Cora BX1200. Đây, rất là đẹp, được chưa ạ? Đôi này cũng 9.8 triệu, nhưng đôi này thì là cái e căng đậy ở ngoài. Nó không đã là e căng khác, nói thế cho nó nhanh ạ. Nhưng mà nó chả ảnh hưởng gì chất lượng. Còn bên trong nó thì e căng theo loa và tất cả màn này còn zin hết. Đấy, cũng có giá 9.8 triệu. Và đôi bên này thì nó cũng vậy, nhưng nó lại còn e căng gỗ. E căng hai mặt còn của nó. Và đây là nội thất của hai đôi loa giống hệt nhau luôn. Nó là một mã thì nó giống hệt nhau. Các bác nhìn chi tiết hộ em. Đều có mức giá 9.8 triệu. Bát 30. Dòng này thì các bác đã nhìn thấy rồi. Dòng này đánh thì phê rồi. Đấy. Được chưa? Về phía sau. Thôi để giới thiệu chi tiết sau. 9.8 triệu. Sang đến đôi loa tiếp theo. Đó là đôi loa Tannoy. Con loa Tannoy này, ôi gỡ ơi căng ra đi em ơi. Gỡ bớt ra, phải gỡ một cái thôi chứ. Đôi loa Tannoy nhức đều thôi, căng ra nó gỡ hết cái căng mà. Cái chỗ nào nó bẩn thì phủi phủi đi thôi được rồi. Phủi sau. Đấy. Đây là đôi loa cây Tannoy. Cái logo chữ Tannoy nằm dưới cùng đây luôn. Đấy. Thiết kế bầu vàng. Con này cao khoảng trên 90 cm. Đấy. Đây, model Tannoy của em nó đây. Các bác xem hộ em. Tannoy made in. Đấy. Hàng xịn các bác ạ. Hàng xịn luôn nhé. Made in gì các bác thì kể hộ em ấy. Nội thùng hơi phía sau. Con này có mức giá là 9.8 triệu. Tiếp theo đến đôi loa đồng trục Bát 25.
đồng trục bát 25, dòng Chio, đồng trục bát 25, Chio Kenwood, thương hiệu Chio Kenwood, có mức giá 7,9 triệu. Tiếp theo nữa, đó là đôi loa Coach CM1030, có mức giá 19,9 triệu. Và tiếp vào đến đây, đó là đôi loa Canai, loa đồng trục Canai. Con này là hàng khủng rồi, loa đồng trục đây. Loa của nó đây ạ. Đồng trục của nó đây, còn đẹp keo. Có nhìn này, bụi này chưa lau này. Đấy, lau hết bụi thấy chưa? Loa bao zin đẹp keng luôn. Đây là xốp dính vào đây. Con loa Canai này hàng đẳng cấp rồi. Đây. Các bác nhìn cổ cho em xem. Củ chiều sâu của củ nó hơn 20 cm, để cho chiều sâu hơn 20 cm, củ nó rất là nặng. Ê, các bạn từ từ, nó không phải đơn giản. Đây ạ, đây là đôi loa Canai được chưa ạ, Canai 600HC. Con này là hàng của Mỹ, đây Chicago, thủ đô nước Mỹ đây. Chicago được chưa ạ, Canai hàng Mỹ, có mức giá cả loa cả thùng có mức giá là 22,9 triệu. Hôm trước em giới thiệu cho bác rồi nhưng chưa về củ, hôm nay củ về rồi, 22,9 triệu. Mấy con này bỏ hết đi căng ra. Ủa trời ơi, 22,9 triệu. Tiếp theo đó là đôi loa cổ. Con này là dòng loa cổ gì đây? Loa cổ, đi xem phía sau này. Để em xoay cho. Xoay luôn, đừng xoay, xoay phía sau cho. Con loa cổ này, hàng dòng này loa cổ Canada này. Bát 25. Loa cổ MK 3 la mã, con này giá 4,9 triệu. Tiếp theo đến KLH. KLH dòng KLH này thì giới thiệu cho các bác quá là nhiều rồi. Vẫn mức giá cũ 6,9 triệu. KLH này quá nổi tiếng rồi. Và sang đến đôi loa tiếp theo nữa, đó là đôi loa Mark Intok. Đôi loa Mark Intok, con này là AR14, có mức giá 11,8 triệu. Nghe máy. Con Mark Intok AR14 nặng như cối đá. Mark Intok AR14 mức giá 11,8 triệu. Loa Mỹ. Loa thì về quá là nhiều luôn. Em cứ thông báo thế thôi, các bác nào cần chi tiết thì chào báo cho em luôn. Mang tốc. Sang đến tiếp theo. Đó là đôi loa Philips. Đôi loa Philips này có công suất tối đa 300W một loa thì phải. Để em quay ra phía sau luôn cho nhanh. Đây là đôi loa Philips FB821. FB821 ạ. Công suất tối đa của em nó, các bác nhìn đây, công suất tối đa là 300W trở kháng 8 ohm. Con Philips này công suất 300W trở kháng 8 ohm. À, Philips được chưa? 300W một con này, vậy là đôi loa Philips này có công suất tổng 600W. Công suất đôi loa này có mức giá là 8,8 triệu. Loa có màu gỗ, nhìn như màu gỗ lim luôn, đẹp. Trên mài đen bóng, nó không phải là đen, nó gọi là màu gần như màu nâu sáng. Đấy. Hai bát một tép, một chung một tép điện trên cùng. 300W một loa, 600W dưới cùng là logo Philips. Con này cao khoảng độ 80 cm, có mức giá là 8,8 triệu. Sang đến đây, đó là đôi loa Kenwood bát 40. Con này 1, 2, 3, 4, 5, 6 loa. Con này là con Kenwood. Con Kenwood xem nào. Kenwood KR77D. Kenwood KR77D. Con này bát 40 ạ. Con này bát 40 có mức giá. Con này bát 40. Con này có mức giá 11,8 triệu. 11,8 triệu. Tại sao nhiều bác lại hỏi tại sao lại giá lại rẻ thế? Và có các bác là con này thiếu hơi căng. Được chưa ạ?
Thì với căng con này mà có cái căng thì nó phải tầm 14 triệu, hơn 14 triệu trở lên. Ngày trước em nhớ là em bán 14, 8, 15 mấy rồi. Đấy, 11 triệu 8, các bác về chịu khó đi đóng cái căng gỗ cũng được, cái căng lưỡi cũng được, chỉ mất tầm 500 đến 700 thôi. Đấy, là có cây nuốt. Còn đối với con Cora BX1200 này em vừa giới thiệu rồi. Đây là có mức giá là 9 triệu 8. Đôi này thì có lưới xung quanh màng, các màng có lưới nhưng mà ê căng của nó thì lại là không phải ê căng zin nữa. Còn con kia thì ê căng còn zin, nhưng mà lại tất cả loa lại không còn lưới zin lên nữa. Đấy, hai con. Thùng vỏ vách thì còn rất là đẹp. Đây đôi này này, 9 triệu 8. Và đôi bên đây, em vừa lột đồ hết nó ra đây, cũng là 9 triệu 8. Con này thì là không còn ê căng đây, không còn lưới quây ma. Đấy, nhưng mà ê căng của nó thì lật được hai mặt, có nghĩa là một mặt vỏ và một mặt gỗ. Giá 9 triệu 8 tất. Xuống tiếp phía dưới, đó là đôi loa, không phải là đôi loa nữa, mà bộ loa khủng. Con này là bát 30, đúng không? Con này bát 30, 4 bát 30 ạ. Đây là bộ loa 4 bát 30. Con này mà các bác chơi, con này mà các bác hát chầu văn rồi là hát gì nhỉ, ghi chơi guitar điện hoặc là nghe guitar cổ hoặc là phòng trà thì khỏi phải nói. 4 bát 30 thì em quay phía sau cho các bác. Bộ loa này có mức giá là 15 triệu. Bộ này có mức giá là 15 triệu. Đây là đường cấp tín hiệu vào, đúng chưa, cấp tín hiệu vào có mức giá 15 triệu. Đấy, 15 triệu. Loa toàn giải, loa toàn giải. Bộ này 15 triệu luôn. Con này mà chơi phòng trà thì khỏi phải nói các bạn. Đây, tên của nó đây. Đây là ê căng, lưới của nó đấy. Tên của em nó đấy. Đây là lưới ê căng của mặt của nó. 4 bát 30, có mức giá 15 triệu cả bộ. Đấy, con này chơi phòng trà thì hết ý. Sang đến đây, đó là đôi loa đến từ nước Mỹ. Đây là một trong những đôi loa nó luôn là tích hợp tất cả trong một. Nó có thể chạy được cả điện 120V đến 240V. Liên quan đến công tắc gạt phía sau, quý vị đổi nguồn. Bộ này là bộ loa EV Century 100L EL, dòng Studio Monitor. Đã là dòng loa monitor thì là dòng loa sản xuất để kiểm tra chất lượng âm thanh của tất cả các phòng thu. Thì các bác tìm hiểu thêm giúp em. Combo của đôi loa Mỹ này, các bác chỉ cần mua về chỉ sẵn dùng thôi, mua về chỉ sẵn cắm trực tiếp từ máy tính ra. Một đôi loa này có mức giá là 7 triệu 9, 7 triệu 900 ạ. Đây các bác nhìn kỹ cái model tên của nó hộ em để tìm hiểu thêm. Em giới thiệu nhiều như này thì không thể chi tiết từng con một. Sang đến đây, đó là con loa JBL. Dòng loa JBL là con này là từ Neo, con này từ Neo ạ, bass 30. Quý vị có thể nghe nhạc hát karaoke thoải mái. Dòng JBL, đây là JBL KP6000. JBL KP6000 có mức giá là 8 triệu 2. Con này chơi được tất cả các thể loại nhạc. Mà báo, chơi tất cả thể loại nhạc. Nó vừa nghe nhạc vừa hát rất là hay, từ Neo. Nó từ neo, nó không phải từ nam châm như kia, nó từ neo, nó đúc ống nhôm nó dài ra phía sau. Các bác cứ tham khảo, nó có model rồi. Đây là con JBL KP6012 nhé, KP6012 hoặc KP6000, JBL KP6000. Đây, con này là hàng tiêu chuẩn của China xịn các bác ạ. Các bác nhớ nhé. Nó cũng như là một số dòng loa, ví dụ như các bác nào thích mua BMB2000 ấy, BMB2000 hoặc BMB23000. Các bác nào mà mua BMB2000 mà lại dập made in Japan, dập made in USA thì các bác chỉ có ăn hàng nhái thôi. Nó phải dập made in China như này nó mới là hàng xịn, được chưa ạ? Đối với JBL, BMB2000 phải made in China mới là hàng xịn. Bởi vì là kể cả con JBL này, con JBL này mà nhập made in USA thì các bác xem lại hộ em. Bởi vì nó chỉ đặt nhà máy sản xuất tại Trung Quốc thì không bao giờ có made in USA cả, không bao giờ có made in Japan. Đấy, còn nhiều bác thì chưa tham khảo, chưa dùng thì chưa biết. Cứ thấy là hàng made in China là các bác nhảy hết cả mình lên. Báo cáo các bác là có nhiều đôi tai noi nó vẫn hơn 100 triệu đấy, mấy trăm triệu đấy.
nhà máy người ta đặt sản xuất tại Trung Quốc chứ không phải là của Trung Quốc người ta sản xuất các bác nhé. Nhiều lúc nó khác. JBL nó thương hiệu của Mỹ rồi. Đấy. Là nhà máy sản xuất tại Trung Quốc. Đôi này có mức giá là 8,2 triệu. Đôi này thì phải nói luôn là bao hát hay, bao nghe nhạc hay cho quý vị. Tép chung mùi sơi sáng. Nói tóm lại là đôi này thì chấm hết. Với tầm tiền như này thì gia đình các bác ăn chơi hát hò nghe nhạc nên lấy một đôi này thôi, duy nhất một đôi này. Đừng có độ lắm nhiều loa, là mua nhiều loa và nó chỉ phí tiền. Bởi vì tại sao? Khi ăn chơi hát hò muốn hát một chút thì mua loa nó không đủ công suất, nó vừa phải thì nó lại vỡ. Còn đã xác định chơi mà đã đắt hẳn ấy thì nó lại chơi theo kiểu khác. Còn với tầm tiền như này, với tầm tiền thì các bác cứ nên dùng những đôi này cho em. Đánh nó dễ, độ nhạy nó cao. Con này từ neo nó dễ đánh âm ly. Từ neo thì âm ly vừa vừa của các bác nó cũng đánh được. Chứ còn nhiều con từ kia thì đánh nó rất là vất, nó nặng, không xuất. Đi sang đến bên này thì nó lại là dòng loa RCF. Con RCF này lâu lắm mới được về đôi nữa. RCF này thì từ đầu năm đến giờ là cũng phải được cái hơn chục đôi rồi đấy. Thật ra nó không có nhiều. Có những lúc thì các bác hỏi liên tục, có lúc không có. Hôm nay lại về được đôi nữa. RCF, đôi này là loa của Italia. Italia nó được thiết kế với lại một bát 40. Một bát 40 màng giấy, gân vải tẩm dầu, phễu kèn. Phễu này là không phải phễu kèn mà loa là loa đồng trục. Tất cả loa này trong một. Có nghĩa là bát chung tét nó nằm tất ở đây luôn ạ. Nằm tất đây. Và các bác nào cần chi tiết thì em gửi cái củ. Bởi vì em có khui hàng đôi loa này ra rồi. Đôi này được thiết kế với 3 lỗ thông hơi xung quanh. Đôi này thì nó lại dòng loa cao cấp rồi. Cao cấp cho vừa nghe nhạc vừa hát. Vừa nghe nhạc hát. Dòng này chuyên cho nghe hát và nghe nhạc. Mức giá của em nó là 15,8 triệu. Con củ loa này thì nó quá nặng. Nó là loa đồng trục. Còn nếu loa hát 3-4 quay thì nó khác. Nhưng đây con này nó chỉ có một loa duy nhất. Đây. Nó là con RCF CX15N351. Đấy. Công suất chịu tải tối đa của nó là 900W các bạn. 900W. Được chưa? 900W. Đấy. Hàng Made in Italia. Đôi này có rất là nhiều bác lấy đôi này của em rồi. Thì các bác nào đã lấy rồi thì cũng cho em xin một hai lời bình luận góp ý trong này cho các bác ấy thoải mái tư tưởng để lấy. Bởi vì là những đôi loa này nó cho chất âm nó hay lắm. Hay lắm. Vừa hay mà cũng vừa hiếm có, chứ không phải loa này kiếm mà dễ đâu ạ. Được chưa? Còn về đối với lại loa đồng trục dòng Kenwood, Chio Kenwood này, Chio Kenwood, bởi vì là nó hai cái thương hiệu này nó phối hợp với nhau để sản xuất ra đôi loa đồng trục này. Đấy, đôi loa đồng trục này có thời gian em sẽ test bát 25 nhé. Có e căng đầy đủ, có mức giá là 7,9 triệu. Được. Vừa rồi là toàn bộ clip em giới thiệu nhanh về sản phẩm loa cho các bác. Có bác nào có nhu cầu thì điện hỏi chi tiết hơn cho em được. Bởi vì thông cảm hàng nó về quá nhiều, mà giờ thì nó lắm việc nên là không thể báo âm ư được suốt. Nên là các bác thông cảm. Quay xong phát lại sẽ dọn vào ngay. Và bác nào có nhu cầu mua sắm thì cũng sắm dần giúp em, chứ không cứ đổ hết đến Tết này. Không phục vụ hết các bác được độ. Đấy, được chưa? Đây mình quay hết về phía sau cho các bác. Không, các bác lại bảo là đây, ông chỉ quay phía trước. Đây nhá. Về con Antec Lăng Sinh này giá 9,6 triệu này, là con Antec Lăng Sinh model 3841, hàng made in USA luôn. Thấy chưa? Antec Lăng Sinh 3841 made in USA luôn. Thùng vách còn đẹp keng luôn ạ. Đây, sang đến con này đây, con này Infinity đây. Con Infinity RS5001 có hai tinh chỉnh phía sau. Có hai tinh chỉnh phía sau đấy ạ. Được chưa? Đấy, hai con này hai tinh chỉnh phía sau độc lập luôn. Đấy. Mà có 5,9 triệu thôi. Được chưa? Còn sang đến dòng Cora. Thì con Cora này lúc trước em chưa giới thiệu cho các bác đấy. Mới giới thiệu về mặt trước thôi. Đây là Cora này. Cora BX1200. Dọn dần vào được rồi em ạ. Nó sợ đến mưa. 1200. Được chưa? 1200. Con này công suất tối đa 100W, một loa trở kháng 8 ohm, 6 loa liền. Dòng này khỏi phải nói. Có hai đường cấp tín hiệu vào, một đường 6 ly và một đường rắc càng cua. Hoặc là rắc bắp chuối cũng cắm được đây. Đấy, đằng sau này là chỉnh các chế độ nghe classic hoặc mốc tùy các bác. Bác nào cần chi tiết hơn thì liên hệ
em giới thiệu chi tiết hơn. Còn giờ đây em xin tạm dừng clip, vì clip nó giới thiệu quá nhiều mặt hàng loa, mà trời thì nó âm u nó tối rồi, không dọn không được. Hẹn các bác clip sau ạ.